Một nhóm người ở Vĩnh Long tụ tập xem World Cup, trong đó có 3 người cá độ bóng đá đã bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang ngày 29 tháng 11 năm 2022, Công an thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết các đội nghiệp vụ đang hoàn tất hồ sơ để xử lý ba người này theo quy định của pháp luật. Trước đó, qua công tác tuần tra, vào lúc 1 giờ dạng sáng ngày 26 tháng 11, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Vĩnh Long phối hợp với công an phường 5 kiểm tra tại một quán cà phê không tên ở phường 5 thành phố Vĩnh Long thì bắt quả tang 3 người cùng ở thành phố Vĩnh Long đang tụ tập cá độ bóng đá, gồm Lê Hữu Tín 29 tuổi, Nguyễn Minh Tài 52 tuổi và Nguyễn Văn Dương 42 tuổi tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm 3 điện thoại di động và gần 30 triệu đồng tiền mặt.